điện thoại di động và sách điện tử sẽ được cho phép sử dụng nhiều hơn trên máy bay. Sắp tới, các hành khách có thể sử dụng điện thoại di động và sách điện tử của họ nhiều hơn trong các chuyến bay. Cơ quan hàng không liên bang đã sửa lại các quy luật về các thiết bị điện tử. Cơ quan FAA cho biết hành khách có thể an toàn đọc các tài liệu đã tải về như sách điện tử hay chơi trò chơi. Họ cũng sẽ có thể xem phim trong phần lớn của chuyến bay và không chỉ khi máy bay đạt đến một độ cao nhất định. Các thiết bị điện tử trước đây được cho là làm gián đoạn thông tin liên lạc trong buồng lái. Nay, cơ quan FAA cho biết hầu hết các hãng hàng không thương mại ngày nay có thể chịu được sự nhiễu sóng vô tuyến do các thiết bị điện tử cá nhân gây ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tầm nhìn thấp, khoảng 1% của tất cả các chuyến bay, một số hệ thống có thể không chịu được sự nhiễu sóng. Trong những trường hợp này, hành khách có thể được yêu cầu tắt thiết bị điện tử của họ. Tuy nhiên, có một điều sẽ không thay đổi, đó là các quy định về gọi điện thoại trong chuyến bay. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thông tin Liên bang.